Chào mọi người ha. Sáng nay thì tổng y viện phẫu thuật cho một bạn khách hàng tới làm nhiệm vụ nâng mũi. Và chúng ta có thể thấy là cái mũi của khách hàng về chiều dài thì nó tương đối là ổn rồi, nhưng mà khuyết điểm của nó là cái sống mũi bị gãy rất là thấp, và đầu mũi thì cũng thấp luôn, còn cái chuồng mũi thì nó ngắn và yếu. Cho nên là phòng y viện sẽ ưu tiên nâng cho bạn giống mũi cấu trúc nano và đen để gia cố cái sụn vách ngăn này, làm cho cái đầu mũi bay lên và cái sóng nó cao lên, làm cho khuôn mặt nó thon gọn hơn. Thứ hai nữa là cái nền mũi của khách hàng rất là rộng, cho nên mình sẽ gọt cánh cho khách hàng. Và đặc biệt đó là phương pháp y tế ở bệnh viện thì không có đau. Khuôn mặt của khách hàng này là cái chán như là cao, khuôn mặt thì nó khá là góc cạnh, nên là khi mà mình nâng mũi lên nó sẽ rất là thay đổi. Hiện tại thì cái điểm lớn nhất trên mũi của khách hàng là sống mũi thấp và đầu mũi kẹt. Chuồng mũi thì yếu, người châu Á của mình đa số sụn vách ngăn rất là yếu, cho nên là chuồng mũi cũng là rất là thấp và yếu. Cho nên là cái phương pháp nâng mũi cấu trúc nano 3D của thẩm mỹ viện sẽ gia cố sụn vách ngăn này, làm cho sụn vách ngăn vững chắc, giống như đặt cái nền móng vững chắc, sau đó mình sẽ làm cái đầu mũi bay lên, cái mũi cao. Như vậy là bác sĩ đã thực hiện xong ca mũi và nâng mũi qua gót cánh các bạn. Con mũi nó vừa làm xong nhưng mà nó không sưng bầm chứ. Nó cũng rất là tỉnh táo và thoải mái. Dáng mũi thì rất là tỉnh, rất là ít sưng ha. Mũi rất là hài hòa tự nhiên. Chị ơi, mình có đau không? Có khó chịu gì trong lúc đấy? Đây, đây là cái đường mà mình gông cánh ha. Đường may rất là kín, hoàn toàn không để lại sẹo ha. Đường may rất là đẹp, kín đáo. Em có mệt không em? Dạ. Bình thường ha.